mọi người ạ. Như các anh chị cũng thấy rằng là các nhân sự của nhà thuốc 365 đang tất bật chuẩn bị những phần quà cũng như các cái thiệp mừng để cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng nhà thuốc 365 trong suốt 10 năm qua. Rất hy vọng là khi mà nhận được phần quà cùng với những thiệp mời chúng tôi tự tay viết thì mọi người sẽ cảm nhận được tình cảm của nhà thuốc 365 dành cho khách hàng. Rất mong là khi quý khách hàng nhận được phần quà của chúng tôi mọi người sẽ cảm thấy thích cũng như là cảm nhận được tình cảm của nhà thuốc 365 dành cho các anh chị và tiếp tục đồng hành cùng với nhà thuốc 365 trong thời gian sắp tới Nhà thuốc 365